dành cho lời yêu cầu của khán giả. Mình hôm nay đặc biệt là có một bài hát thể theo lời yêu cầu của ca sĩ. Tôi muốn làm cánh chim trời bay về quê cũ, thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè, có ngôi trường cũ, có trời tràn đề. Nhạc phẩm Cánh chim viễn xứ của Linh Giang, tiếng hát Minh Trung. Minh Trung xa Việt Nam cũng khá lâu rồi, thì tự nhiên đến đọc cái bài này mình thấy nó hơi thấm, chưa bao giờ hát cái bài này lần nào hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là trời yên tâm.
trời.